Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cờ lem 10 triệu tốc cần có ký hiệu là pin Real nè bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain Best 20. Hiện tại nó còn trong chương trình bán hàng VSEL còn 11 ngày nữa là airdrop này kết thúc nha các bạn. Hiện tại dự án này nó có roadmap lộ trình đàng hoàng nè các bạn. Có tốc cần Monet roadmap. Rồi thì con này trên tờ Twitter nó mình xem qua nha các bạn. Cộng đồng nó cũng mới ra các bạn, dự án nó mới ra nên cộng đồng nó cũng ấy các bạn. Thì nó có một cái chương trình airdrop làm này là random nè các bạn. Thôi cái dự án này mình không có làm các bạn, còn mình hướng dẫn các bạn claim các bạn. Thì để claim được dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình copy cái link dưới phần mô tả mình nha bạn. Các bạn dán vào trình duyệt DS của trên YouTube Collect nè. Tính các bạn hướng dẫn các bạn điền form mà tỷ lệ random cao quá nên mình không có làm dự án này luôn các bạn. Rồi sau khi vào thì bạn bấm vào connect wallet nè, bạn kết nối nha các bạn. Rồi hiện tại các bạn có thể mua token VSEL nè bạn. Bạn có BNB đây thì bạn mua đây thì bất kỳ số lượng nữa các bạn. Thì các bạn claim airdrop free thì dự án này khá là ngon các bạn. Các bạn bấm vào claim airdrop free nè, các bạn sẽ get được 10 này 10.000 10 tỷ tất cần pin ri nữa các bạn. Chờ này các bạn nên check nha các bạn. Khá là ngon, mình sẽ tốn là 0.01 BNB đây bạn. Chờ này mình theo bản thân mình là mình hứa khẳng định với các bạn là các bạn sẽ lãi cao nha bạn. Những dán claim mình cũng đã check cho qua rất là nhiều cho tất cả các bạn. Rồi mình đã nhận được 10.000 tất cần pin ri nữa các bạn. Và copy mình đã dày được 10.000 tôi cần BNB nha các bạn. Rồi tổng cung của nó 3, 6, 9, 12, 500 triệu. Rồi bạn copy con chắc nó các bạn. Rồi các bạn dán vào địa chỉ chút của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn claim tôi cần pixel thế này ít có lỗ luôn các bạn. Rồi mình đã nhận được 10 triệu tôi cần riêng các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.